được bốn cái block này. Đợi search tìm Rồi. cái Cry Obsidian. Ok, để làm gì đó. Ăn đi. À, nó để ấy cái respawn anchor. Nhầy 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 nhầy. Respawn anchor. Respawn anchor để làm gì? Ô, Nghĩa ơi. Nghĩa ơi. Crying Obsidian để nó để set spawn ở trong Nether luôn. Ê, hey, brick có làm thành brick block được không? Kệ có. Mẹ cứ để đấy. Xếp thành bộ nô. Cứ để đấy. Xếp thành bộ nô thì vậy. Ok thôi tôi cứ để đấy. Đi tạo thành phố đi. Thôi mẹ. Lười bỏ cha. Đây là một cái thành phố. Đây một ở đây. Thì đang tạo thêm gì nữa. Gì cơ? Mạnh vào gì cơ? Mạnh ơi. Mạnh ơi. Bảo gì cơ? Cái này khó hiểu ấy, đợi đọc đó. Không. Phải cùng nick. À. Nghĩa là chết là ông spawn ở Nether. Đợi ơi. Làm gì? Ngủ ê. Ờ cái này chết. Cái này mà đặt ở Overworld với cả chỗ khác là nó nổ tung luôn. Này lên là chia tay. Lên là mày chết. Nằm rừng nghĩa. Thằng kia đích ngủ à? Thằng kia ngủ ấy, không kích bây giờ. Phải cứ thằng nào admin đây. Ông kia đang ngủ thật à? Tôi ngủ. Okay. Nhầm. Rồi bây giờ vào game lại đi. Đợi đi ngủ. Không, tôi đang chơi game mà, tôi đang chơi Liên Minh mà. Em ngoài này đau thế. Không có giày. Em bỏ không mặc áp. Đợi tí. Nhà tôi chỉ có giường. Tôi chỉ làm giường đây. Đang tí rồi. Đây lấy cái này cho. Nhiều giết bò nhá, nhiều bò quá. Ông tôi hồi trước tôi làm cái farm bò tự động với cả nấu ăn tự động luôn. Có nghĩa nó chuyển. Làm như nào? Làm đi. Vậy làm một cái. Tí nữa. Ê, mở lô cốt ra lấy giường này. Nó giết bò tự động cho tôi luôn, đấy cùng cái thì này. Mở lô cốt ra lấy giường này. Eo harvest lúa đi. À, ngoài này đau tí. Ui, thừa thớt hẳn. Đánh nhau vỡ mẹ hết giáp. Ê, một đống da bò này. Ê, da bò một đống này làm gì bây giờ? Chả đúng gì em nào. Sắp chứ không tiền về được. Compass. Được rồi. Giờ còn chả có lông chim mà là mũi tên. Chụp anh được rồi. Sao? Say rồi trận rồi. Anh mời em rồi em không vào. Không, em mời đi công việc. Xong rồi. Khổ thế. À, sao? Khổ thế. Tôi bị hoảng sợ tỷ lần phía sau. Ê, bây giờ làm gì đây?
Bây giờ chăm sóc lại cái chỗ này như sao? Thằng nào bảo mình nhà nông? À ở đây thì tôi làm. Từ từ nhưng mà phải xét xét lại đồ là nhà đông đã. Nhà đông gì? Nhà nông. Nhà nông á? Chăn ở. Tôi đang làm, người ta gọi tôi là Hoàng Farmer. Valuable. Bỏ này ra. Bỏ gì đấy? Không, không. À không. Tôi đang bỏ, tôi đang backpack ra thôi. Armory thôi không cần. Cái lại brick vào đã. Brick để bên nào ấy? Brick để ở... Or. Ok. À quên, tôi cất đồ cho mọi, cho mấy ông. Cẩn thận đi đây này. Đi à? Thì cái thằng miếng thảo này không? Kì. Không ai tìm được. Sửa. Mày Angelic. Angelic sau cắt cách biệt về xã hội ấy, cái Angelic. Angelic. Cách biệt gì? Tôi ở ngay ngay sau chùa. Ờ hay thật. Xa vãi. Tạo cái đường. Đâu đâu, chỗ nào chỗ nào? Eo, chỗ hang động nào ấy. Thì có cốt chưa? Nhìn từ xa lô cốt trên núi ấy. Lô cốt trên núi. Lô cốt trên núi đâu? Không phải lô cốt trên núi, ai lại nói thế? What? Cái chưa mà. Nhà kia ở đâu? Đâu ấy? Đâu ấy rồi. Đấy, sau chùa đấy, trên núi này. Rồi nó sẽ đẹp, hiểu không? Rồi nó sẽ đẹp. Đấy, đẹp vãi luôn. Ok, ok. Tự vào đâu này. Vinh em pha mưa rồi à? Thế thôi. Thì ông tốn thì giờ vãi. Thế ông làm đi. Đang bay nhảy một tí. Dùng cái gỗ đỏ làm ban ấy. Sao đâu. Mấy cái này chả hiểu gì ấy. Đập hết mấy này. Thế mà cái giường nhá. Đưa cái hâu đây. Ê, mình hay mình đập hết mấy cái mía này đi. Kỳ đấy. Phải đúng không? Ê, sao để nhiều ấy này. Đây là lúa à? À là cà rốt à? Guess. Ai biết tôi phải nhà nông đâu. Thế thôi để sao để nhiều thế? Cái biến này đẹp quá, có như là khoai tây. Cái thôi, có một hàng đèn blueberry chứ. À đâu, nhầm, chẳng cần. Để nó lính, để nó đi, có hai ô trống này. Ba ô trống này. Không biết. Đâu? Làm gì có ô nào trống? Được rồi. Được rồi. Để biết hả? Sao mình kia đi. Làm sao cho đi. Cái này vướng thật. Rỗi rồi. Chắc không còn. Nhiều bía cũng không cần đâu. Nhiều bía thế này. Eo, nhìn pumpkin này chẳng muốn đào nữa luôn. Nhà nông rồi. Yeah, nãy giờ ok rồi, không phải sang nãy giờ đâu gì. Có khó. Khi nào đánh xong con Wither mới được hết việc ở bên đấy. Vãi. Mà sang này mới hết cần câu rồi. Mất cần câu, mất cung, chán vãi. Mới hết đánh, tên. Đánh xong con đấy mới được. Cần câu sắp đây.
Bên này cũng chưa xong nhiều này. À mẹ có cần xịn đây à? Nghĩa ơi, bamboo để gần nhau được không? Bamboo Airway. Vậy là trưởng lưu 2 Breaking 3 mà tận cost tận 17 enchantment. Ờ. Kinh thế. Khỏi câu rồi. Câu cần thường vậy. Lắc gặp được si mất hết rồi. Nhà thiếu gì? Thật lắm bon miêu ấy. Ờ nhờ, nhà thiếu gì? Nhà chả thiếu gì cả. Vứt hết đi. Ok. Về nhà lấy. Bao nhiêu block bone? Ôi 64 mày. Đấy. Tháo hồ. Câu vỏ xem vào ba lô đây. Cái quick charge để cho cái nào ấy? Cũng... À. Để có cái huyết mỏ đây ạ. Không có cung à, chán ấy. Nghĩa cho gì cơ nghĩa? Nó no. Nó, ok. Đến lúc nó lên là nhớ cây lắp tiếp cả cái chùa đó. Nhớ hồi trước chơi đế chế điểm tín ngưỡng mắc thấp. Thằng nào điểm tín ngưỡng cũng phế mẹ hết nhất, trừ thằng máy ra. Hiểu xây chùa chiền. Chùa chiền. Nghĩa ơi xây cái cherry blossom cạnh cái này. Đúng rồi, ra được chà. Đặt đuốc xuống dưới này đi. Đây. Đuốc xuống rồi. Hết đuốc ở nơi rồi. À còn một cái. Đặt một cái bên dưới. Bắt con fish đẹp gì? Ăn. Để làm đuốc độc đấy. Làm gì cơ? Đuốc độc là... Thằng cạn muốn là farmer vẫn là farmer này. Tôi là fisherman. Là farmer à? Hồi xưa là architecture. Trông cái đống này. Đây đi ngủ. Mèo đâu vào đây? Sở thú mẹ. Ơ kìa sao con mèo lại ngủ cho tôi? Thích à? Angelic! Thế giờ xong. Thích à? Thích là ngủ à? Chết cha. Toàn chói mèo. Này lên bậc chân. Con này lên trần. Con
Cái chỗ này không ai ngồi à? Đi chó biết mấy con chó ăn ngồi ngồi. Chó biểu tượng khiên kia là cái gì ấy? Chạy con lùng rồi. Chạy. Đây. Bây giờ đây. Chó với cả mèo. Cái vẹt của Nghĩa trầm cảm dưới này này. Phật. À, Nghĩa. Để em vui. Vui cái gì? Chiêu này nó không phải chiêu khổ bố mẹ cánh nó chả được bay người dẫn em sao lên đây ngồi đây chỗ này phải nhìn được đất trời không mẹ chồng hình ảnh end view khổ quá ấy. À, đập đập ông phát nó xuống luôn kìa mũi ống gì đây này đấy mỗi chữ là mỗi là đây lấy slot đâu ra ngoài à mẹ câu cần câu ra cần câu ê tôi spam spawner vào chỗ bong ke nhá đừng phải làm cái đấy chứ phải làm cái farm. Chùa chiền mon kệ chỗ nào ấy mẹ nghĩa đứng lên bàn thờ kìa. Ê cái này nhìn giống cái bát đựng ấy không cái đây là cái cô lùng chết. Nhìn giống phết. Rồi, mày rồi kìa. Đây là cái gì không biết. Đây là cái gì đây là cái thư viện. Thư viện không biết cái tiệm này mà bé à? Mày này. Đầy đủ sách luôn. Trời mẹ em. Anh thích ngục không? Anh thích ngục không? Ôi để tôi thay cái ghế. Ghế này nhìn quê quá. Spruce đâu? À cho tôi spruce. Nhà thắng thẳng kiểu nhà khách như vậy. Nhà khách không khách một nhà. Nhà Nghĩa giống nhà khách hơn. Angelic. Tầng 3 này để làm cà phê à? Nhà được cắt thật. Mẹ nhìn nhà được cắt thật. Trông hài phết. Thằng nào để rêu ở ngay trước cửa tôi. Nhìn đẹp mà. Nhìn cái gì ạ? Còn để slap nữa. Slap hợp luôn đi. Có phải low code đâu. Có, lại bảo không phải. Y hệt. Y hệt thì low code thật. Tặng theo bé Dương là một quả đấy. Cái gì? Tặng cho thằng mẹ Angelic cái rừng để làm bao nhiêu làm quả khánh thành nhà. Ok, tôi cho cái. Quả tận ra. Để tôi lấy. Angelic ra mở cửa nhá. Hả? Có khách vào chơi đấy. Ra mở cửa khách vào chơi. Lạy hồn. Mấy cái bamboo ấy lớn nhanh vậy.
mỗi lần mỗi khách đến phải đục cả tường cho khách vào. Không, đây rồi, yên tâm. Sao lông cốt lại có cái cửa? Chuyện thật. Để mai, để tí nữa tôi sửa cái nhé, tôi sửa cái cửa cho. Đâu rồi? Alo. Alo. Nào cùng không? Ricardo, Ricardo gọi này, alo. Đang hết cái trận này à? Alo. Ờ, đang hết cái trận này à? Ra mở cửa nhanh. Như nào đến cửa. Như nào? Đã khi tôi thấy hài lòng thôi. Như là đào đến độ cao nào ấy? À, chắc... Ui dồi, làm đá thế? Ui dồi, ra đây xây nhà. Thật. Đâu thằng kia đâu? Nào ra đây, tôi tặng cho cái giường. Nó có giường chưa? Giường mà ra. Thế tặng cái gì? Ai biết nữa. Quê. Kinh nhờ. Kinh tù đảo. Tặng một bao con cá. Gì cơ? Tặng cho bao con cá. Đấy lấy đi, tặng cho một ít thịt cừu này. Ê, Nhật với cả Đức đến. Tại sao không lấy cái cờ ở đâu đấy? Cái thằng sao? Thằng cờ da đen kia. Em thấy nào? Cứu. Cái thằng da đen này. Muốn trần cao như nào? Muốn trần cao bằng nào? Để đào đi không? Ricardo Milos. Muốn trần cao bằng nào? Đào đi không? Không cao như thế thôi. Ôi con nhện kìa, vãi, nó vừa spawn kìa. Ui dồi. Mình đang là một con nhện nữa. Để tôi chế piston nhau. Tôi cũng, chế đi, chế thử đi. Trần cao như nào ấy, trần cao như nào. Đứa stone này tôi chế thành, đâu, chế cobblestone, tôi chế thành stone. Ở trong thùng kế rồi. Trần cao như nào, trần cao bao nhiêu? Lấy emerald ấy. Cho nó phê. Ờ, mình... hai cái nữa thôi. Nghĩa. Mình chưa tìm được tí slime nào nhỉ? Slime. Đang để L slime. Piston. Ra swarm vào buổi tối. Ra swarm vào buổi tối. Ra swarm vào buổi tối. Đây, may quá. Ra swarm buổi tối gặp Shrek chết mẹ. Ở đâu thằng Shrek với thằng Donkey phản đâu rồi? May quá. Thằng mang đồng hồ không? Sao lại có cái Nether Portal lơ lửng cái kia? Đâu? đâu chỗ nào? Tôi chụp ảnh cho gì ạ? Đúng rồi, chỗ tới từ lúc nào rồi mà. Trên trời ta lửng, mẹ buồn cười vậy. Chơi lên mình không? Chơi này đâu rồi? Con chưa xong việc. Dọi lười chơi lên mình á. Có mà lười thua ấy. Gì? Không thua đâu, thằng Quốc đã đánh. Tiếng gì ấy? Thật, tiếng gì? Cái gì ấy? Đấy con mèo hay là con thằng nào? Chắc là con nào đâu. À nuôi mèo đuổi creeper đấy. Nhà tôi xung quanh bốn mèo. Đấy, con creeper nào dám lại gần, đúng không? Thế mới chị. Con lại. Hồi xưa vẫn đầy con. Bây giờ vẫn đầy. Bây giờ vẫn đầy. Sợ sáng nay vừa có một con nảy vào trong cửa nhà cạn xong. Sáng nay trong nhà cạn cả đống Strider cơ. Mẹ thằng Linh để vào, cay vậy. Tưởng nhà kinh quá, spawn hết con đấy ra. Mẹ, cay vậy chưa. Tối lâu ấy, à kìa. Lấy than đâu nhỉ, đây rồi. Tôi tận 64 than. Tận mẹ. 64. Sang cái company này nhá, mẹ cả tỷ than. Company bao giờ?
slime đâu. Không vào chơi à? Rồi bắt đầu nhá. Bắt đầu đi. Ông ấy xây mái vòm không nhỉ? Mái gì tưởng đấy bong ke cần gì? Cái vòm ấy. Cái bong ke. Hầm tính bom. Không đánh rank đâu, mày trầm cảm, mày đánh rank anh thua mất. Và trên Minecraft ngồi đào anh sẽ trầm cảm. À, sẽ ngủ mất. Không biết chơi đâu, đổi nào. Nhà to lắm. Chả thấy slam sloop đâu, à kia hả? Ngon được 3 emerald rồi này. Ê, light blue glass terracotta là cái gì ấy? Xịn đấy. Xịn á, xịn không đấy, tôi đổi. Xịn là không? Cái đấy là gì? Xanh. Tôi có 3 emerald rồi, có đổi không? Kinh nhỉ. Tại sao nằm đất thế kia? Làm sủng đâu, ý thế. Sa nằm đất thì kìa. Cả anh đừng mềm. Ui. Mẹ. Tăng giá rồi. Ai bảo chém nó? Ai bảo chém nó? Mẹ. Thằng Y ra. Cái gì vậy? Thằng Y ra. Cảm hết kinh. Trời. Em lên mẹ 21 rồi. Ai bảo đánh nó? Thật cảm, mẹ đi ra. Con có tên nó ở đây cay thế. Chẳng làm gì, định làm gì cái đấy. Đâu mà thằng Azadik kia cần đào gì không? Không, nghe hết rồi. Để ý tưởng xây như nào ấy? Xây nhà trong hang thôi. Cái bong ke thật sự. Xe bong ke. Mẹ đây có đúng là chùa thật xịn vậy. Chắc đây là cái chùa luôn. Chùa để mọi người mỗi khi cảm thấy mình có lỗi với thiên hạ. Có cái tiếng chuông không? Có cái chuông không? Là cái mình một làng mà kiếm chuông. Bong cái túi, phương cái túi bị zombie tấn công nhá. Đâu cái gì? Cái gì kêu đó? Ê, có tướng zombie kia đây chờ đấy. Zombie kia đây chờ đấy, recap rồi. Nhốt lại, nhốt lại, nhốt lại, nhốt nó lại, nhốt nó lại. Đây, 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 nhốt nó vào đây, nhốt nó vào đây. Rồi trong hối, vào trong đây. Rồi trong hối. Cắt đồ ở đây mà. Ok. Kìa. Đây, cho giết con đằng sau đi. Giết con đằng sau đi. Tâm đem cho lên máy. Xong rồi đập đập nó rơi xuống. Ờ đừng đừng cầm gì đây. Đập 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 đập. Không không từ 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 từ. Từ từ. Ui. Vào chưa? Đã xuống. Xuống. Ê. Nó có vừa không đấy? Đẩy nó vào. Nhanh đến trước khi trời sáng. Mấy ông định biến nó thành người thường. Ờ. Ờ thầy cao ông lấy con kia cho kiểu gì? Con đấy tôi vác về ấy. À ông vác về à? Ấy, nó đó. Đó. Đây. 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 Đây.
Ờ nó không dậy. Rồi. TP đây, TP đây này, TP. Chào. Mình cho TP Ezric ra. Chào. Mình cho TP Ezric ra cái. Mày đẹp không? TP này. Nó không đánh đâu mày. Chắc là hiền. Con ở đây. Ê, ông biết cách, ông các ông biết cách đấy chưa đây? Biết rồi. Để tôi làm cho. Đứng vào ông kia. Các ông có lọ đấy chưa? Đừng bỏ thôi nhưng mà. Có lọ đấy chưa? Được rồi, ok, coi như là. Coi như nhốt được rồi. Cái mấy, cái mấy cái đá đây không phải không rộng nè. Ôi xét đâu ôi kìa. Thằng chào nhét đấy chứ. Đây một đống đá. Thằng Azelix đá, thằng Azelix để đúng không? Mẹ. Không phải tôi. Không phải tôi gọn à, mẹ thằng chó ơi. Cái gì nhỉ? Weakness đúng không? Weakness. Weakness được là táo vàng. Ờ, weakness được táo vàng. Ờ, tôi đang làm weakness đây. Táo vàng có ấy đâu. Có. Weakness là gì nhỉ? Nhẹ nào? Mắt nhẹ nào? Không. Đó biết. Thì như thế. Không, là mắt nhện bị sưng. Đây, tôi làm được. Mắt nhện lên men. Mắt nhện bị sưng. Là cho đường mà đúng không? Kia cái kiến thức đầy mình ấy. Cho đường mắt. Đấy, có tiếng creeper ở đây. Kiểu sợ. Đấy là không, là con vẹt đấy. Ơ, mắt nhện bị sưng làm gì nhỉ? Mắt nhện. Mấy thằng Azelix đâu vứt hết cho đá này. Tôi nghe tiếng creeper ở đâu ra? Nhịp là nấm đấy. Đấy đấy nấm đường với cả nghe creeper. Nấm gì cơ? Nấm nâu, nấm. Nấm á? Nấm màu nâu ra. Nấm nâu, nấm nâu phải ở trong mấy cái gốc cây màu sắc kìa. Nấm nâu. Phải ra swamp. Không ra đây. Swamp thì ngay bên kia rồi. Swamp ngay kia luôn. Phải vào rừng chứ, nấm nâu mà. Khó lắm. Nhiều thế. Nhiều zombie quá. Thuê một con iron gì ấy đi. Thuê à? Tốn tiền quá. Thôi, đợi tạm thời AFK. Đấm nổ đi. Ôi, zombie. Ui. Thôi mày chết mẹ đi, ngồi thuyền. Đang câu cá. Okay. Ông kia đi lấy nấm chưa? Đang đi ngay mà không đi, ông tìm về xem. Hình như trồng được nấm. Ông để nấm vào trong mấy cái gốc cây, cái đất có màu ấy thì nó sẽ tự sản sinh ra. Biết đó. Mấy đất màu màu đấy là về đất là cái đất màu mà đất màu nâu ấy. Đúng, một cái đấy là trồng mấy cái cây to đùng mà tự bòi em. Cậu đánh tép tốt lắm. Vãi, có thằng nói tôi đánh TF tốt lắm, tôi đi mid đi.